lấy mình con. Con ở đâu mà con đi bán mỗi ngày vậy? Dạ con xuống trên bên Cánh Đạo, con đi Nhâm Nỉ. Mình Nhâm Nỉ hả? Dạ. Con đi sao về tối dữ vậy? Dạ con về lúc đó con về trên chợ con không biết mấy giờ. Con đi tới thui luôn á, con đi bán xa cái trời luôn. Tự mua đây mua bánh tiếp anh đi con. Mua bánh này đi, uống giữa cậu xa lắm rồi. Hả? Lấy một con ơi. Bánh nào? Bánh nào? Anh chổi chân anh ra lấy giùm em đi. Ừ, bánh đó. Rồi mẹ cha con làm gì? Cha mẹ bỏ hả? Rồi con ở với ai? Ông bà nội nuôi. Sao cha con cũng bỏ con luôn hả? Bỏ hồi lúc mà 2 tuổi rồi. Rồi. Rồi bà nội nhà có làm gì không? Dạ cũng bán đồ. Bán cái nhà hả gì con? Dạ bán đồ, tôi bán đồ. Ừ. Con đi gì ngày lại được nhiêu? Con không biết nữa, cái ngày bà tính cho mấy con. Vậy hả? Dạ. Lấy 2 bịch cho anh đi, lấy 2 bịch đi con. Dạ. Lấy 2 bịch đi. Mua tiếp anh đi, để anh đi nát được. Lấy 2 bịch con đi con. Hả? Lấy 2 bịch. Gì? Lấy 2 bịch nha. Ừ.